Các bạn xem hay thì đừng quên ấn đăng ký, ấn like và chuông để ủng hộ nhóm Dịch phát triển và theo dõi những video mới nhé. Bích Hải Thành Bàng, Cương Sơn Thái Thản và Kiệt Hải Xà Long đều đã bị giết hết rồi. Sao có thể chứ? Đừng nói là song ác, nhiều năm như vậy đến ngay cả một con đều không có ai đối phó được. Đó là cái gì vậy? Thật sự là song ác của Châu Tâm Hải. Không ngờ sau Nhân Nguyệt Thái Thản, đến lượt Cương Sơn Thái Thản cũng bị bắt nhanh như vậy. Ma Pháp Sư có thể giết chết được Cương Sơn Thái Thản và Kiệt Hải Xà Long, nhất định là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy của Rít chúng ta. Lần này lại là vị dũng sĩ nào vậy? Bộ chỉ huy của trung tâm thành phố, Mạc Phàm. Mạc Phàm các hạ, các cậu quả nhiên là không khiến cho Điện Hạ thất vọng. Rốt cuộc các cậu làm như thế nào vậy? Đó là người khổng lồ 200 mét đấy. Chẳng qua chỉ là Lam Tinh thôi mà, có gì mà đáng để tự hào? Torut, không nên nói như vậy đâu. Mặc dù Cương Sơn Thái Thản này là Lam Tinh, nhưng cũng là người khổng lồ 200 mét, so với Ngân Nguyệt Thái Thản còn mạnh hơn vài phần. Vào thời kỳ nhạy cảm này, chúng ta cần thắng lợi như vậy. Mạc Phàm các hạ đã làm vô cùng xuất sắc rồi. Lần này xem như là cậu gặp may, nhưng mà không một ai có thể thắng được gia tộc Torut của chúng tôi đâu. Hãy đợi đấy. Các cậu có nhìn thấy bộ dạng tức điên của Torut hay không? Bây giờ cả Bích Hải Thành Bang đều đang thảo luận về chuyện săn giết song ác của Châu Tâm Hải. Tin rằng không bao lâu nữa, ba người chúng ta sẽ nổi tiếng ở Rít. Một đám phế vật, đến ngay cả một chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm xong. Có động tĩnh gì vậy? Để tôi đi xem sao. Boss, đây là nội tạng có chất lượng tốt và tươi mới nhất mà chúng tôi có thể lấy được trừ tên trai từ chân tay của những tên thợ săn kia rồi. Tôi cần cái quần què này có tác dụng gì? Cái tôi cần là nội tạng của Ngân Nguyệt Thái Thản. Boss, xin cho chúng tôi thêm một ít thời gian. Là đám người thuê ở phòng khách sạn, bọn họ cũng đang có chú ý với nội tạng của Thái Thản cự nhân sao? Lần trước người của Tô Lộng cần tim của Thái Thản cự nhân, chúng ta không gom đủ số lượng. Lần này bên Hoàng Thất Raren mua với giá cao, cho dù như thế nào chúng ta cũng phải tìm cho ra. Nếu 3 ngày sau vẫn không tìm được nội tạng của Ngân Nguyệt Thái Thản, tôi sẽ trực tiếp đem các người cho rắn ăn. Dạ dạ. Nói như vậy, cậu đang nghi ngờ bọn họ là người của công hội Kero hay sao? Không lẽ nào là trùng hợp như vậy? Kiểm tra một chút là biết liền thôi. Nếu như đám khốn kiếp này đã gặp phải chúng ta đến đây, vậy thì phải tiêu diệt tận gốc bọn họ. Muộn như vậy rồi vẫn chưa có động tĩnh gì, hay là ngày mai tính sau đi. Tôi còn có thể tiếp tục. Được rồi, mau chóng về phòng nghỉ đi. Không ngờ các tiểu đệ của hắn đi hành động rồi, thật là tiếc không kịp đi theo. Hạ Bách, cậu còn biết đường về hay sao? Cậu bị sao vậy? Mau, chạy trốn. Mục Bạch nhanh cứu người, chạy trốn, bọn họ là người của công hội Kero. Chúng tôi biết cái này rồi, đồ ngốc, cậu có biết bản thân sắp chết rồi hay không? Cậu ta bị thương quá nặng, mất quá nhiều máu, sợ rằng là... Chạy trốn, chạy, muốn chạy đi đâu vậy? Trọng tình trọng nghĩa thật đấy. Nếu cảm động, đều cảm động đến phát khóc rồi đây. Ở khoảng cách xa như vậy mà ngươi cũng có thể may mắn bỏ về. Xem ra là ta đã nhẹ tay quá rồi. Chạy trốn, Hạ Bách. Lần sau làm cho sạch sẽ một chút, đồ ngu xuẩn. Dạ dạ. Boss, xử lý ba người này thế nào đây? Thì ra bọn họ tối nay là nhắm vào cậu mà tới. Nhô, không ngờ tình cảm của các cậu lại tốt như vậy. Hay là hãy cùng đi về chung với hắn đi. Ta đã không muốn hỏi các người tại sao lại muốn giết cậu ta rồi. Bây giờ ta chỉ muốn nhìn thấy các người phải chết. Tiểu tử, ngươi không nghe rõ lời vừa nãy hắn nói hay sao? Ngươi cho rằng chúng ta là ai, chỉ dựa vào chút ma pháp trên người của các người? Ai? Ai làm vậy? Địch, còn có người mai phục ở gần đây. Cút ra ngoài cho ông. Này, ngươi đang nhìn đi đâu vậy? Ngươi rốt cuộc là ai? Cách chết của bọn họ là không thể chọn. Nhưng mà ngươi thì có đấy. Ngươi muốn làm gì?
Bây giờ ta cho ngươi thời gian một ngày. Ngươi đi cầu cứu với người phía trên của ngươi, xem bọn họ có cứu được ngươi hay không. Sau một ngày ta sẽ đi lấy mạng của ngươi. Thằng ngu, vậy mà để cho ta đi. Xem ta quay về làm sao mà giết chết ngươi. Là thứ gì vậy? Chị Hắc Toàn, chúng ta gặp phải rắc rối rồi. Là tổ chức nào? Tôi cũng không biết. Sau khi hắn thả tôi ra, tôi bị một cái bóng kỳ lạ bám theo. Chị Hắc Toàn, cầu xin chị hãy cứu tôi. Đồ ngu, đến ngay cả thân phận của đối phương cậu đều không biết thì chạy đến chỗ của tôi làm gì? Tôi đây cũng là không còn cách nào khác nữa, chị Hắc Toàn. Bây giờ hắn đang ở đâu? Lập tức phái người đi điều tra tài liệu của hắn. Hắn đang còn ở